Việt Nam bước vào giai đoạn già hóa dân số từ năm 2011 và trở thành một trong những nước có tốc độ già hóa nhanh nhất thế giới. Hiện Việt Nam có khoảng 10,1 triệu người cao tuổi, chiếm 11% dân số. Riêng số người từ 80 tuổi trở lên là 2 triệu người. Dự báo đến năm 2030, tỷ trọng người cao tuổi nước ta là 17% và đến năm 2050 là 25%. Nếu như các nền kinh tế phát triển mất vài thập kỷ để chuyển từ giai đoạn già hóa dân số sang giai đoạn dân số già, tức là khi nhóm dân số 60 tuổi trở lên chiếm 20% tổng dân, thì Việt Nam chỉ mất có 22 năm. Già hóa dân số là một trong những biến đổi nhân khẩu lớn nhất hiện nay và sẽ tạo ra những tác động rất lớn đến mọi hoạt động của đời sống kinh tế, xã hội của mỗi quốc gia. Để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này, phóng viên của VTV4 đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Tân, Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục Dân số Kế hoạch hóa Gia đình, Bộ Y tế. Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Cảm ơn ông đã nhận lời trả lời phỏng vấn của Đài truyền Việt Nam. Thưa ông, xin ông cho biết những nguyên nhân của thực trạng dân số Việt Nam đang có tốc độ già hóa nhanh chóng và những thách thức mà Việt Nam gặp phải khi bước vào thời kỳ già hóa dân số. Cái nguyên nhân thứ nhất đó là chúng ta có những cái nỗ lực trong cái phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân và cái chăm sóc cái sức khỏe của nhân dân, cái tuổi thọ nâng lên. Cái nguyên nhân thứ hai là cái nghị định đoàn hệ, cái những người sinh ra vào những năm trước đây, đặc biệt là sau khi chúng ta thống nhất đất nước năm 1975, những người đó bây giờ bước vào cái độ tuổi cao tuổi, dẫn đến cái số lượng người cao tuổi trong dân số cao lên rất nhiều. Nguyên nhân thứ ba, nó không liên quan đến số lượng nhưng liên quan đến tỷ trọng của người cao tuổi trong dân số, là cái chúng ta đã thành công trong cái công tác dân số và kế gia đình, giảm nhanh cái mức sinh. Cái vấn đề già hóa nó liên quan đến tất cả các cái mặt của đời sống xã hội. Tỷ trọng trong độ tuổi phụ thuộc, và đặc biệt là phụ thuộc người cao tuổi, nó tăng lên, cái tỷ trọng trong độ tuổi lao động nó sẽ giảm dần, tác động trực tiếp đến cái sự phát triển kinh tế xã hội. Cái nhu cầu của cái người cao tuổi nó cũng thay đổi rất là nhiều, cho nên đòi hỏi một cái thị trường hàng hóa và dịch vụ khác hẳn. Cái kết cấu xã hội nó đòi hỏi thay đổi theo, để cần phải xây dựng một cái xã hội mà nó thích ứng, nó thân thiện với người cao tuổi. Theo truyền thống văn hóa Á Đông nói chung và Việt Nam nói riêng, thì con cháu luôn sống cùng ông bà cha mẹ và chăm sóc họ. Tuy nhiên, nhịp sống hối hả ngày nay đã khiến mọi người ngày càng bận rộn hơn, vì vậy mà thời gian chăm sóc ông bà cha mẹ sẽ bị hạn chế. Họ bắt đầu nghĩ đến các trung tâm chăm sóc người già hay là các viện dưỡng lão như một giải pháp. Tuy nhiên, thì cũng có những trường hợp chính người già lại tự tìm đến các trung tâm này để giải tỏa áp lực cho con cháu, cũng như là tìm nơi chăm sóc tốt cho mình trong phần đời còn lại. Sau khi thấy bố có dấu hiệu bệnh lẫn tuổi già và từng bị đột quỵ ngoài đường khi đi một mình, anh Thanh không yên tâm để bố ở nhà nữa. Anh quyết định đưa bố vào sống trong trung tâm chăm sóc người cao tuổi và thường xuyên qua lại thăm hỏi động viên. Từ đó đến nay đã được 5 năm. Vào đây thì là đảm bảo là cái việc là sức khỏe của ông là được duy trì. Các cái dịp mà lễ Tết thì ở trong trung tâm thì đều có những tổ chức, những phong trào, những cái ngày hội để cho các cụ cảm thấy cái không khí nó như là ở nhà. Chuyển vào sống trong các nhà dưỡng lão cũng là ý nguyện của nhiều người cao tuổi hiện nay. Với người già thì chuyện ăn uống không còn quá quan trọng nữa, cái mà họ cần hơn cả là sự cảm thông, sẻ chia. Và đó chính là thứ mà họ nhận được ngoài sự chăm sóc về y tế và thể chất khi sống trong các nhà dưỡng lão. Các cháu chỉ cười, không bao giờ có tiếng nói nặng các cụ. Nó vuốt đầu, vuốt tai, nó làm tôi khuây khỏa hết, quên hết tất cả. Mà chỉ ăn rồi, khỏe mạnh, chữa bệnh và lễ Phật. Các nhân viên ở đây làm việc rất là tự giác và rất là có tấm lòng và rất là quan tâm đến mọi người. Và điều đó làm cho tôi rất là cảm động. Sau 17 năm hoạt động, Trung tâm chăm sóc người cao tuổi Bách Niên Thiên Đức tại Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm, Hà Nội đã trở thành một trong những địa chỉ tin cậy được người già tìm đến nhiều nhất tại thủ đô. Ban đầu, chỉ lác đác vài cụ tự nguyện đăng ký vào đây, giờ thì con số đó đã tăng lên hàng trăm. Cho đến nay thì ở tại Trung tâm Bách Niên Thiên Đức đã có 3 cơ sở và có hơn 300 người cao tuổi đang sinh sống tại đây. Và cái số lượng của hai cái cơ sở ở Hà Nội thì lúc nào là cũng đầy. Hội Người Cao Tuổi Việt Nam cho biết, hiện nay nhu cầu nhà dưỡng lão gia tăng, tuy nhiên cung không đáp ứng đủ cầu.
hệ thống nhà dưỡng lão công mới chỉ đáp ứng được nhu cầu của đối tượng chính sách hoặc không nơi nương tựa. Trong khi đó, số lượng nhà dưỡng lão tư nhân thì lại quá ít và phân bổ không đều. Mà nhà dưỡng lão tư nhân ấy, thì hiện nay có được khoảng trên dưới 30 trung tâm dưỡng lão, thường là tập trung vào các cái đô thị. Các chuyên gia cho rằng, việc nhân rộng mô hình chăm sóc người cao tuổi tại các trung tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi hoàn toàn phù hợp với bối cảnh và nhu cầu của xã hội. Trong thời gian gần đây, thì tại các thành phố lớn như Hà Nội, Hồ Chí Minh cũng đã xuất hiện khá là nhiều các viện dưỡng lão và số lượng các cụ đăng ký vào đây sống thì cũng ngày một tăng. Ông có đánh giá như thế nào về xu hướng này? Số lượng người cao tuổi tăng lên thì cái xu hướng mà cần phải có cái nhà dưỡng lão cho một bộ phận người cao tuổi có cái nơi được chăm sóc đầy đủ và tốt nhất là một xu hướng tất yếu. Rất nhiều người cũng rất muốn là gửi bố mẹ đến nhà dưỡng lão vì mình công việc của mình rất là bận, không thể chăm sóc bố mẹ hàng ngày được. Người ta lại lo sợ rằng những cái hành vi ấy thì sẽ bị mang tiếng là những đứa con bất hiếu. Chúng ta cũng phải thay đổi cái suy nghĩ này. Cái gì mà nó đáp ứng tốt nhất cái nhu cầu của người cao tuổi thì chúng ta nên làm. Theo ông, Việt Nam cần có những giải pháp gì để có thể đáp ứng được nhu cầu chăm sóc người già tại trung tâm dưỡng lão ngày càng gia tăng, cũng như giải quyết những thách thức mà ông vừa nêu trên? Chúng ta phải có một cái chiến lược tổng thể để hoạch định tất cả những công việc cần làm. Trước hết là về chiến lược về dân số. Làm thế nào để cái giai đoạn già hóa dân số ấy diễn ra nó càng chậm càng tốt, là chúng ta phải tính đến một cái cơ chế an sinh xã hội, chuẩn bị những cái cơ sở để mà chăm lo cả về mặt sức khỏe cũng như về mặt sinh hoạt, đời sống cho người cao tuổi. Cái hệ thống y tế nó cũng phải có cái hệ phát triển cái hệ thống lão khoa. Chúng ta cũng phải khuyến khích và truyền thông cho tất cả các doanh nghiệp để phát triển cái thị trường hàng hóa cũng như những dịch vụ liên quan đến người cao tuổi. Các nước khác họ đã trải qua một cái giai đoạn hầu hết các nhà dưỡng lão đều do nhà nước xây. Và đến bây giờ thì họ chuyển sang cái hướng công tư kết hợp cơ sở vật chất của các nhà dưỡng lão và tổ chức và quản lý vận hành các cái nhà dưỡng lão ấy là đều do tư nhân. Còn nhà nước ấy thì hỗ trợ, thì nhà nước bớt đi rất nhiều cái chi phí cho cái việc phải xây dựng, đầu tư cơ sở hạ tầng. Đồng thời nó cũng làm giảm đi rất nhiều những cái chi phí những người cao tuổi mà đến sống ở những nhà dưỡng lão ấy. Một lần nữa xin cảm ơn ông.